Anh em thấy từng chi tiết linh kiện nó đều là hàng loại tốt hết nha anh em, chứ không phải là những cái tập trung vào chẳng hạn như là chế rồi bạc đàn này nọ, mà những cái chi tiết linh kiện bên ngoài là dùng đồ rẻ tiền đâu, không ha. Trên con Tato 543 này thì anh em thấy là từ phần máy móc đến phần phụ kiện nha, linh kiện chi tiết nhỏ nhất thôi cũng đều là hàng tốt hết nha. Ok, xin chào tất cả anh em ha, chào mừng toàn thể anh em đến với Thiện Văn Gia Lai nha. Thì video trước thì anh em cùng Thiện đi rẽ tung cái đầu máy này ra để xem chất lượng bên trong rồi. Thì trong video hôm nay chúng ta tiếp tục rẽ tung cái bộ cần ra ha, và xem từng món linh kiện bên trong, xem thử nó có chất lượng như thế nào nha anh em. Và như anh em biết là con Tato 543 này hiện tại nó có mức giá là 3.9 triệu. Anh em được miễn phí vận chuyển, tặng cho anh em một chai nhớt Echo, một ổ cứ cải tiến và một bộ lọc gió nỉ mút chất lượng cao như thế này nha. Ngoài ra công ty có tặng kèm cho anh em một cái nón bảo hiểm Tato màu xanh lá cây như thế này nữa. Trong máy Tato thì anh em biết có những như rất nhiều ưu điểm ha, so với các loại máy khác trên thị trường ở điểm hiện tại, như là nó sử dụng Buri NGK BBMR7A chế là khí web pro, tất cả bác đạn trên máy đều là bác đạn NSK, bộ dây chất lượng cao ha. Và trong video hôm nay cho anh em mời anh em gần đi, chúng ta xem thử bộ cần nó có những đặc điểm gì đặc biệt và ưu việt hơn so với lại những loại máy trong cùng phân khúc nha anh em. Thì đây là toàn bộ những cái mà bộ cần nha anh em, thuộc về bộ cần nha. Chẳng hạn như anh em mua đầu máy á, thì anh em sẽ mua được cái cục này, còn anh em mua bộ cần á, thì anh em sẽ được mua được tất cả những món này trừ quà tặng đó nha. Quà tặng là anh em mua cả bộ mới có nha anh em đó. Nếu anh em mua bộ cần thì anh em sẽ có từng món sau đây. Thì những cái món đi kèm như là canh xăng nè, tay mít trước gai nè, một con dao dao chất lượng cao nha anh em. Đây ha, dao này thì quay rất là nhiều cho anh em nè, dao chất lượng cao nha, lớp sơn, lớp in, lớp dán, dao dày dày 2 ly và dài là 3.5 tấc nha. Một cái túi đồ nghề, trong túi đồ nghề thì sẽ có tiếp buri cho anh em, hai cái dây rút, một cái này là cái lục giác hoa thị T27 để dừng những con ốc trong máy nha. Trong ốc trong máy đều dùng ốc lục giác hoa thị T27 hết nha anh em. Và một cái chén để anh em dùng dao, một cái máy nhắn cỏ, và anh em thấy máy nhắn cỏ cái bát này ha, tương đương với lại cái bát của thằng Hubana luôn. Và kể cả cái máy nhắn cỏ nha anh em, về chất liệu nhựa nha ha, nhựa BB thì anh em thấy cái độ bóng của nó ha, độ bóng của nó nhìn rất là bóng, rất là đẹp ha. Đó, nó tương đương với một cái máy nhắn cỏ của hãng luôn đó, hay của hãng Hubana luôn đó anh em. Nhưng mà cái máy nhắn cỏ này thì anh em thấy là cũng ít người dùng lắm, không có anh em nhiều, không có dùng nhiều lắm. Rồi tiếp tục là về phần cái này là cái đệm hông nha, cái đệm hông trong máy này thì anh em thấy này ha, đệm hông rất là dày nha. Đó, anh em thấy từng chi tiết linh kiện nó đều là hàng loại tốt hết nha anh em, chứ không phải là những cái tập trung vào chẳng hạn như là chế rồi bạc đàn này nọ, mà những cái chi tiết linh kiện bên ngoài là dùng đồ rẻ tiền đâu, không ha. Trên con Tato 543 này thì anh em thấy là từ phần máy móc đến phần phụ kiện nha, linh kiện chi tiết nhỏ nhất thôi cũng đều là hàng tốt hết nha. Đây ha, đệm rất là dày ha, da đẹp nha anh em, chứ không phải là đệm mỏng mà da xấu đâu. Rồi tiếp tục nhìn người ta, về phần tay cầm á, thì cũng là tay cầm tay ga mỏ dài ha, tay ga mỏ dài và loại mắc tiền nhất thị trường hiện tại. Loại này thì một cặp này 300.000 trên giá thị trường nha anh em ha. Giá thị trường thì hiện tại một cặp này là 300.000 nha, thì cũng có bán lẻ luôn. Nếu anh em nào theo dõi thì anh em biết cái bộ tay ga này là bộ tay ga xịn nhất thị trường hiện tại rồi nè ha. Đó, tay ga mỏ dài nha, khuôn này là cái khuôn xịn nhất thị trường hiện tại nha anh em. Nó có rất nhiều khuôn nha, và anh em thấy có coi cái khuôn này, cái ống nó dày nè ha, nó dày tầm 2 ly 2.5 ly đó, rất là dày luôn nha. Rồi tiếp tục là về cái dây đeo ha, thì anh em thấy là cái nó trang bị cho anh em cái dây đeo của ha, giống khuôn của thằng Hubana Zin luôn, thì chắc chắn thôi anh em đeo cái dây đeo này lên thì nó sẽ giảm tải áp lực lên cái người của anh em, giúp cho chúng ta sử dụng máy nó linh hoạt hơn, nhẹ nhàng hơn và cơ động hơn luôn ha. Và bộ dây đeo này có giá bán lẻ thì tầm khoảng 300 đến 350 một bộ nha anh em ha, nó mắc tiền hơn những cái dây đeo bình thường rất là nhiều luôn. Thường thường những cái máy Trung Quốc như thế này á, họ trang bị cho anh em dây đeo tầm khoảng 100.000 đến 120.000 thôi, đúng không? Cái này nó trang bị cho anh em một dây đeo 300 đến 350 thì anh em thấy chất lượng nó rất là ổn nha. Và cái dây đeo này đảm bảo anh em luôn, không khác gì dây đeo Hubana Zin luôn nha. Cái cảm giác sử dụng là như nhau luôn. Và thì có cái video so sánh anh em thấy đó ha, nó hoàn toàn giống với lại dây đeo Hubana Zin luôn. Đó, ha, đai rất là dày, rất là êm nha. Đây, cái đệm hông này nó có mút giống như thằng Hubana Zin luôn. À, rất là êm nha anh em. Đây, khóa. Đây, trên này thì có chữ Tato nha. Đây, đây thì có chữ Tato ở đây và Tato phía sau này ha. Thôi tiếp tục là về phần quan trọng nhất là phần cái phần chuyển động trên bộ cần nha anh em. Thì ở đây chúng ta xem đầu bò trước nha. Ở đây cái đầu bò thì chỗ này nó có một cái phốt nữa anh em ha, thì gỡ ra để anh em xem mặt đại cho nó dễ. Và phốt này, toàn bộ phốt trên máy Tato này đều dùng phốt HOK nha anh em ha. Phốt này thì nó sẽ mắc tiền hơn những loại phốt bình thường nha. Đó, phốt nó OK.
phốt trong máy cũng là phốt hack ok luôn. Rồi thì cái chân máy này nó sử dụng 7 cái bát đạn NSK anh em, hai cái bát đạn trong máy, trong hai cái đầu tay dên á, thì hôm qua anh em xem trong video trước rồi đúng không, thì còn 5 cái bát đạn còn lại thì nó sẽ nằm ở đây, một cái nằm ở bắp chuối và 4 cái bát đạn nằm ở bò nha. Đây vì những vị trí mà có bát đạn trên đầu bò này là một cái ở đây nha, một cái ở đây, một cái ở đây là 2 và hai cái bát đạn ở đây là 4 đó. Thì để như thế này thì anh em chỉ thêm được cái hai cái ngoài thôi nha, và chắc chắn anh em là ở trong nó vẫn là một đạn NSK nha. Có thời gian thì sẽ tháo cho anh em xem. Đây bạc đạn NSK nha anh em ha. Đó, và tất nhiên rồi, nó sản xuất tại Trung Quốc nên nó vẫn sẽ có chữ China ở đây ha. Nhưng hàng chính hãng nha anh em, cái này thì giải thích anh em video trước rồi đó. Còn về trong cái này thì anh em hơi khó thấy, để thì lấy cái góc cho anh em giải cho nó dễ. Đó, đây khó thấy nha anh em, nó tối quá. Trên đây này, nó sẽ có chữ NSK. Đó, anh em thấy rõ chưa? Đó, ngay cái đầu cái phi này nó sẽ có chữ NSK nhé. Ha. Đó. Là đủ 7 cái bát đạn trong máy này đều sử dụng của NSK nha anh em. Còn về phần bắp chuối á thì bát đạn NSK ở đây anh em thấy rất là rõ rồi ha. Đó, NSK nha. Ha, NSK. Rồi, chén thì chén đẹp và dày 2 ly ha. Đó, ha, bát đạn NSK anh em thấy rõ không? Và anh em xem cái chất liệu hoàn thiện này ha. Cái độ hoàn thiện này nó đẹp anh em cầm lên trên tay anh em thì thấy đây, nó sẽ có bố ốc xích lành rồi nha. Cái độ hoàn thiện anh em thấy nó bóp không, rất là bóp cái cục cao su này luôn ha. Họ tìm đỡ ra cho anh em xem này ha, về chất liệu sơn này ha, độ hoàn thiện rất đẹp nha. Đó anh em thấy không, độ hoàn thiện cực kỳ cao luôn đó ha, từ những lóng đến diện nhỏ này thôi anh em. Rồi về phần cái cùm này anh em thấy khác gì cùm của bên nào, giống hoàn toàn với cùm của Hubanazin luôn nha. Về chất liệu nhôm này ha, rồi về độ hoàn thiện cực kỳ cao luôn nha anh em ha. Rồi đây là cái bằng móc treo này. Đó, móc treo cũng dùng ốc lục giác khoai thị tại 27 luôn. Rồi đây ống cong, ống này là ống nhôm và dày 2 ly nha anh em, ống nhôm dày 2 ly nha. Đầu trên phần đầu bò này, bắp chuối này thì nó sẽ là ti khía, còn phần đầu bò thì nó sẽ là ti vuông, và cái ti nó cũng xài cái ti giống của ti Hubana luôn anh em. Đây để anh em tiện hướng dẫn anh em cách nhận biết nè. Đây cái ti của Hubana thì anh em thấy ở đây nè, nó sẽ có một cái đoạn chài ra đây, anh thấy không, một cái đoạn chài ra ngoài nè. Để hôm nay thì so sánh với ti Hubana anh em sẽ thấy ha, cái đoạn từ này nó sẽ chài ra đây đó. Còn những cái ti thường thị trường thì nó sẽ phay 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 tới là đứt, nó không có đoạn chài ra anh em ha, nó chỉ là phay bình thường thôi. Còn cái ti này là ti giống của Hubana luôn nha, nó sẽ có những cái đoạn chài ra như thế này nè. Đó anh thấy không, đó chài lại như thế này. Cái này thì gia công nó khó hơn nha anh em ha, gia công nó khó hơn, kỹ thuật nó cao hơn, nó mắc tiền hơn nha. Đó rồi xong, đó là về phần bộ cân nha. Rồi đó thì anh em có thể cảm nhận được cái độ hoàn thiện rất là chỉnh chu từng chi tiết nha, từng chi tiết nha, không chỉ là phần tập trung vào phần bắp chuối, bạc đạn, đầu bò không, mà những cái như là máng trắng cỏ này, tay ga, dây đeo, dao đều là hàng loại tốt cho anh em hết. Em bảo anh em luôn, trong tầm tiền này thì không thể nào lắp được linh kiện tốt hơn nữa rồi ha. 3.9 triệu miễn phí vận chuyển, và tặng cho anh em một chai nhớt Echo, một ổ cứ cải tiến, một bộ lọc gió nỉ mút chất lượng cao, kèm một cái nón bảo hiểm nữa nha. Anh em mà quan tâm về bộ này thì có thể liên hệ với số điện thoại dưới góc giới thiệu, hoặc để lại số điện thoại dưới phần bình luận thì sẽ được trực tiếp cho anh em để tư vấn kỹ hơn về mẫu máy này, để anh em thêm thông tin nha. Anh em xem video nhớ bấm đăng ký kênh để thông báo để mỗi lần mà thiền ra video mới anh em sẽ biết và xem thêm hàng nhiều sản phẩm nha anh em. Xin cảm ơn tất cả anh em xem video và cả anh em video tiếp theo nhé.